bác vừa nhìn qua con hai con đảo thức cái này là PA650 PA650 các bác nhá. Đấy, em chỉ có hai con thôi, có hai con thôi. Chạy mạch class H, class H các bác nhá. Và công suất sẵn sinh ra là 650 W một cây, 650 W một cây ở 8 ohm các bác nhá. Đấy, 650 W một cây ở 8 ohm các bác nhớ. À, con này thì nó là cái mạch rất là đẹp. Mấy hôm nay em có duyên với cái mạch class H đó. Rất là nhiều sản phẩm cả mạch class H đều cập bến. Thì hôm nay cho con này cũng là một trong số đó các bác nhá. Một trong số đó luôn. Thì mạch rất là đẹp rồi, không thể chê được cái gì rồi. Đấy. Sáng quắc tụ chư phù. Các bác tụ chư phù nhá. Tụ chư hay phù một chút nào cả. Đang là nguyên bản cho các bác luôn. Sáng quắc luôn. Đấy. Tất cả dây nhựa đều là được rất là gọn gàng. Họ làm rất là cậy kỹ và cẩn thận. À, thì cái dòng này mạch class chạy mạch class H chính là vậy, như em đã nói. À, họ không cần nhiều sò. Không cần nhiều sò. Cần hiệu suất, chúng ta cần hiệu suất và chúng ta công suất họ sản sinh ra cho chúng ta là ở 8 ohm là 650W rồi. Đấy. 650W được đủ cho các bác đánh thoải mái hai cặp full 30. Đấy bác nha. Hai cặp full 30 ok luôn. Đấy. Thoải mái cho các bác luôn. Nguồn rất là bự. Đấy, nguồn rất là bự. Có vòng chống nhiễu. Đấy, vòng chống nhiễu. Đấy, vòng chống nhiễu. Thì em đã nói rất nhiều lần, nhắc đi nhắc lại cho các bác để ý. Đó là cái vòng chống nhiễu đó, nó rất là có ích, rất là có ích các bác nha. Rất là có ích luôn. Và cực kỳ khi chúng ta cảm nhận được, nhất là khi chúng ta tắt nhạc đi và vẫn để nguyên cái mức âm lượng đẩy công suất đó thì chúng ta mới cảm nhận nhiều. Những con đẩy nào mà không có cái vòng này thì nó sẽ sôi rất là lớn, sôi rất là mạnh. Những con đẩy nào mà có cái vòng này nó sẽ đỡ rất là nhiều cho chúng ta, hạn chế thì bật bao nhiêu cho chúng ta đấy. Như vậy thì rất là quan trọng. Thì cái con này thiết kế nó giống như thiết kế là hiện đại bây giờ thôi. Cũng đây là cái phần lấy gió này, lấy gió này đấy. À, nó cũng có mà vặn, chúng ta phải vặn được, vặn cái này ra đấy. Vặn cái ốc này ra, vặn ốc này ra, chúng ta mở được cái khay này ra để chúng ta vệ sinh mỗi khi bụi nhiều. À, họ thiết kế cái kiểu này thì cũng hơi bất tiện cho chúng ta một chút, đó là họ thiết kế những cái ô lọc gió rất là nhỏ, rất là nhỏ các bác nha, cực kỳ nhỏ luôn. Thì nó không, em cảm thấy là nó không được phù hợp lắm cho những cái bác mà lắp cái phòng karaoke. Là phòng karaoke đó, khi các bác cả năm không đụng vào thì những cái cọc gió này đôi khi nó bụi bám nhiều thì nó tịt mất. Thì nếu mà em khuyên các bác, nếu mà để làm phòng karaoke thì chúng ta nên tháo ra. Đây, chúng ta tháo được mà, đấy. Rất là dễ thôi. Thì chúng ta nên tháo ra và có thể bóc, lâu lâu bóc cái này ra, vệ sinh đi. Rồi chúng ta dán lại cho nó sạch nhé. Không nên để cố định. Thì cái này là thiết kế rất là hay, chúng ta tháo rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo đây tháo lại được. Ok thôi, không có vấn đề gì cả. Xong rồi chúng ta để bật lò. Đây bạn vào thôi. Đấy. Xong chúng ta để bạn vào. Bạn vào rất đơn giản, cứ lắp vào thôi. Đấy. Có cái ngàm mà. Rồi ok, bạn ốc vào. Thế là xong. Thiết kế nói chung là khá là linh động với chúng ta đấy. Vệ sinh rất là đơn giản. Đấy. Còn cái mặt này thì nó cũng có giống như những con khác thôi. Đèn led. Đèn led dạy báo tín hiệu. Báo nhạc. Đấy. Hai kênh AB, PA ghi vật hỏi ghi PA 650 với công suất của đấy luôn. Thì phần mạch đây em nói đây, mạch con này sử dụng tụ là 6080 và 80V các bác nhá. 6080 và 80V đến 8 con, 8 con liền đấy. Và rất là đẹp, đang sáng rất là sáng. Con này cái khi mà em mới mang về thì các bác không tưởng tượng đâu. Ở hai cái phần hông này và đằng trước này bụi đã bịt kín, bụi đã bịt kín bưng, hầu như không hở một chút nào cả, không hở một chút nào các bác nhá. Nhưng mà con này nó vẫn rất là đẹp, vẫn rất chạy rất là cho bò ổn định. Nó đây con này rất là mát, không hề nóng giống như con khác các bác nha. Cái mạch class này không hề nóng nhiều như những cái mạch bình thường. Nói chung rất là ổn, ok cho các bác đánh luôn, đánh lâu dài luôn, không lo gì cả. Thì với những con mạch nó sáng như thế này thì rất là hiếm. Các bác nhìn thấy ạ, đấy. Mạch nó đang còn sáng và đẹp như thế này. Hàng bãi, đây em chưa vệ sinh này, đang bụi đấy. Hàng bãi mà nó sáng nó đẹp như thế này thì nó là rất là hiếm rồi. Chúng ta thể thấy rất là thấy đấy, rất là đẹp luôn. Đây, cho các bác xem luôn. Đấy, con bên này cũng thế. Đấy, rất là đẹp. Ok, và mặt sau chúng ta là sau. Chúng ta sẽ quan sát mặt sau. Đây, mặt sau thì nó cũng có tín hiệu vào, tín hiệu ra, tín hiệu ra. À, có tín hiệu của âm lượng ra, của ra loa này. Hai cọc ra loa bằng ni chích và hai cọc đấu dây. Và đặc biệt họ có một cái cổng vào đây. Cổng này là cổng đánh gộp. Đánh gộp các bác nha.
có nghĩa là họ đã dồn kênh, họ dồn kênh A sang kênh B để chúng ta đánh đánh âm lượng tổng, công suất tổng, thì cái con này chúng ta được đánh súp. Khi chúng ta đã dồn kênh thì chúng ta đánh súp các bác nhé, đánh súp có thể đánh được nếu công suất, nhưng mà nếu chúng ta dồn kênh lại để công suất tại ở 8 ohm họ đưa lên đến nội đến là 1.300W, và 1.300W một kênh, 1.300W một kênh các bác nha. Nó hoàn toàn có thể đánh được một đôi súp 50 đó nha, một đôi súp 50 thì ok luôn, nên các bác rất là thoải mái. Một đôi súp 50 hoặc là một chiếc súp kép 50 đấy, chúng ta để ý đấy, ở 8 ohm nó lên là 1.300W, rất là mạnh, rất là khỏe rồi. Ok là các bác cho các bác đánh luôn, rất là đẹp nhá. Nhìn nội thất này, có thể ở ngoài nó sẽ bị xấu đi một chút, vận chuyển chảy sức đi một chút đấy, nhưng chỗ này nhìn thấy không ạ, đấy có thể nó chảy sức do vận chuyển, để trước sức vận chuyển, nhưng bên trong nội thất em đảm bảo các bác 100% zin đét, chưa hề đụng chạm một chút gì, chút gì cả, từng cái dây rốt của hãng đang còn nguyên si các bác nhá, đang nguyên si và không hề bị đụng chạm một cái gì cả. Đấy, rất là đẹp, sáng quắc cho các bác luôn. Zin từ A đến Z, các bác có thể về cầm máy hiển vi để xoay các bác nha. Đấy, các bác có thể cầm về máy hiển vi hoặc kính lúp về mà xoay nha. Máy ok luôn. Đấy, rất là đẹp, cực kỳ rồi, không thể chê được gì cả.